Và vừa rồi thì là một cái setup nhỏ nhỏ mình làm rất là nhanh để quay chiếc vlog với DJI Pocket 3. Nói về DJI Pocket 3 thì đây là một chiếc máy quay vlog mà thuộc gọi là hot nhất ở thời điểm hiện tại, với mức giá cũng tương đối dễ chịu. Và giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên là về mặt ngoại hình và cảm giác cầm nắm. Cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn những cái cam hành trình như kiểu là GoPro hay là chính DJI Osmo Action. Khi mà mình cầm một chiếc DJI Pocket như thế này thì mọi thứ trong cái lòng bàn tay của mình luôn. Và việc cầm nắm như thế này thì nó tất cả ở trong một cái thiết bị rồi, và nó không cần mình phải lắp thêm những cái tay cầm riêng cho chiếc DJI Pocket 3 này. Nên đấy là một trong những lý do mình đã quyết định mua. Thứ hai thì chính là liên quan đến sự gọn nhẹ, thì DJI Pocket 3 hoàn toàn chỉ cần để vào trong một chiếc túi như thế này thôi. Trong chiếc túi này thì các bạn gần như sẽ đụng được hết tất cả mọi thứ mà Pocket 3 cần. Ví dụ từ những cái chân nhỏ này, rồi cái pin dài hơn này, rồi mic đi kèm, rồi cả cái bộ Pocket 3 vào trong này luôn. Thế nên mình đánh giá rất cao cái setup trong cái túi nhỏ gọn này của DJI Pocket 3. Sau ngoại hình thì vấn đề thứ hai là thao tác có đơn giản hay không, chính là điều vô cùng quan trọng. Cái điểm mà rất nhiều người sẽ thích, cảm thấy ăn tiền, đấy chính là việc nó có sẵn một cái gimbal ngay trên cái ống kính rồi. Và cái gimbal này là gimbal vật lý, thế nên là nó chống rung cũng vật lý luôn, chứ nó không phải giống như các cái máy cam hành trình thì họ sử dụng những cái cơ chế chống rung theo kiểu điện tử, tính toán lại làm sao để chống rung. Cái này là gimbal 100%. Và vẫn trong phần thao tác thì cái sự đơn giản cũng như tiện lợi của việc thao tác của DJI Pocket 3 nó hiện ra ngay ở chỗ là bạn chỉ có 3 cái điểm để thao tác thôi. Đầu tiên thì là cái nút bật tắt và cũng như nút REC. Thứ hai là một cái joystick. Và thứ ba đấy chính là cái màn hình. Cái màn hình của DJI Pocket 3 là cái điểm mình cực kỳ thích, bởi vì là nó rất đáng tiền. Kiểu như mọi thứ nó đều có thể thể hiện trên màn hình. Nó giống hệt một chiếc máy quay, là mọi thứ đều điều chỉnh được trên cái màn hình này luôn. Bạn mà quẹt từ phải sang trái thì nó là liên quan đến các cái thông số bạn điều chỉnh. Rồi từ trên xuống dưới nó lại một cái setting khác. Rồi từ dưới lên trên lại một setting khác. Rồi từ trái qua phải thì là để cho cái bạn xem được cái footage mà đã quay vừa xong. Và thêm nữa là cái thao tác về màn hình này nó cực kỳ thông minh. Ví dụ nếu ai đã thiết lập trong cái phần setting liên quan đến việc là tự động thay đổi chiều khi quay, tức là từ chiều ngang sang chiều dọc ấy, bạn chỉ việc xoay màn hình, đang từ quay ngang hoàn toàn thể quay thành dọc, và nếu đang từ dọc thì hoàn toàn thể quay ngang. Đấy là một trong cái điểm mà mình cực kỳ thích của chiếc Pocket 3 này, vì nó có phần mềm rất là thông minh. Vẫn về phần thao tác này một chút thì mình cũng sẽ muốn nói thêm về chuyện là nó thông minh ở cái điểm kết nối với những thiết bị khác. Ví dụ mình đang sử dụng một chiếc mic đến từ DJI luôn, đấy chính là DJI Mic 2. Trong cái bộ Critter Combo của mình thì nó có kèm cái mic này. Và cái việc thiết lập với cái mic này nó đơn giản đến mức là bạn chỉ việc bật cái mic lên là chiếc DJI Pocket 3 này nó nhận luôn. Và cái âm thanh đến từ chiếc DJI Mic 2 này thì cực kỳ hay. Chúng ta hãy làm thử một thử nghiệm nhé. Bây giờ mình sẽ thử tắt cái mic DJI 2 này đi, và để bạn xem là cái mic built-in của chiếc Pocket này có hay không, và sau đó so sánh với chiếc DJI Mic 2 nhé. Vừa rồi thì mình đã tắt chiếc DJI Mic 2 rồi, thế nên đây chính là cái âm thanh bạn thu từ chiếc Pocket 3, mic built-in của nó. Bạn cảm thấy thế nào về âm thanh này? Ở trong phòng này hiện tại thì nó cũng khá là kín thôi, thế nhưng mà nó có những âm thanh xung quanh bên ngoài, thì cái mic built-in không biết là khả năng triệt tiêu âm thanh có tốt không. Đây là âm thanh từ chiếc DJI Mic 2 thu cùng với cả Pocket 3. Thì chắc chắn là chiếc DJI Mic 2 này mình nghĩ là sẽ có tiếng khá là hay, hay hơn so với mic built-in là chắc chắn rồi. Mình đang có mặt ở cái phố cổ, nó gọi là công viên, nhưng mà chắc là kiểu công viên chủ đề. Ở đây thì đến từ các cái phố cổ của Trung Quốc. Đây là, mình chung là đây là kiểu phố cổ Triều Châu, phố cổ Triều Sán, kiểu vậy. Ở đây thì gọi là phố cổ Triều Sán. Và ở đây thì cũng chung là nó biết được xây dựng lại như kiểu một cái phim trường ấy, thì rất là hợp với những người thích chụp ảnh. Nói chung là nếu mà người thích chụp ảnh thì đến đây thì rất là hợp, bởi vì là nó có khá là nhiều điểm đẹp để chụp ảnh. Và cái Mic 2 này thì nó sẽ không có đi kèm trong bộ bình thường, tức là bộ bản bình thường của chiếc Pocket 3 này đâu, mà bạn sẽ cần phải mua bộ Creator Combo thì nó mới có chiếc DJI Mic 2 này. Nếu bạn thích thì bạn hoàn toàn có thể mua riêng chiếc mic này thì cũng được. Bạn mua riêng sau thì cái thao tác kết nối ở trên chiếc DJI Pocket 3 nó cũng rất đơn giản thôi. Vẫn về phần thao tác thì cái điều mình thích ở Pocket 3 đấy là nó có rất nhiều tính năng phụ trợ mà kiểu bạn có thể quay một mình ấy. Ví dụ nhá, mình sẽ đi ra ngoài này. Bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Cái máy quay nó đang di chuyển theo mình. Bình thường nhá, là phải có người lái đúng không? Tức là có phải có người camera quay cho bạn đúng không? Nhưng không,
Với Pocket 3, nó có tính năng gọi là check cái gương mặt của mình, để mình đi đến đâu thì máy quay nó sẽ quay đến đấy. Ví dụ nhá, đấy, à, đó. Thì những cái tính năng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bạn sử dụng thì bạn sẽ thấy ngay là rất là thích. Bởi vì bạn sẽ không còn quan tâm là bạn liệu cái gương mặt của bạn nó có ra khỏi khung hình không. Cái tính năng này có thể bật tắt được nhá, nhưng mà nếu mà bạn mà chưa biết sử dụng ấy thì bạn hoàn toàn có thể bật tính năng này lên. Sau đấy nếu mà bạn đã kiểu chuyên nghiệp hơn rồi thì bạn có thể gọi là tắt tính năng này đi, trong trường hợp là bạn sợ nó sẽ bị tracking vào cái gương mặt nào đấy không mong muốn. Và thêm vào đó thì DJI cũng là một cái hãng rất là thông minh khi mà họ đưa ra những cái add-on thêm cho những cái người làm vlog. Ví dụ như mình thì mình thích nhất là cái chiếc mic DJI 2 này trong bộ Creator Combo. Còn với những ai mà yêu thích góc rộng thì sao? Ví dụ bạn chê là cái góc quay này có thể nó chưa đủ rộng, nhưng chiếc DJI có luôn một cái chiếc ống kính góc rộng cho bạn đây. Việc thao tác rất đơn giản nhé, nó chỉ có như thế này thôi. Và bạn chỉ việc đặt lên phía trước, thế là nó rộng ra. Đơn giản đúng không? Cái điều này là một trong những điều mình rất thích ở DJI khi mà họ đã làm cái việc ống kính góc rộng này. Nó thao tác một cách cực kỳ đơn giản. Hãy thử lại nhé, hiện tại bạn có thể thấy chưa có rộng đúng không? Mình sẽ tháo ra này. Đó, bạn để ý là mình đang để cái này ở đây, thì nó đang ở cuối màn hình rồi. Nhưng mình lắp vào nha. Bạn thấy không, nó rộng ra một đoạn luôn ấy. Chiếc DJI Pocket 3 này thì sử dụng một cảm biến kích cỡ là khoảng 1 inch, tức là nó to hơn điện thoại khá nhiều, thế nên chất lượng hình ảnh của nó chắc chắn sẽ đẹp hơn điện thoại. Còn so ngang thì cái cảm biến này sẽ có kích cỡ bằng với những chiếc compact tương đối đắt tiền của Canon như kiểu G7X các thứ, hay là Sony RX100. Và chất lượng hình ảnh các bạn có thể nhìn thấy thì nó đang thuộc loại top đầu của những cái máy quay vlog ở thời điểm hiện tại, kiểu như là cho người không chuyên ấy. Và với góc nhìn của một người reviewer, mình đánh giá những cái thông số để quay của Pocket 3 là ấn tượng. Đầu tiên là về độ phân giải, nó có thể quay được 4K 120 frame. Nói chung là quay 4K thì nó là cái điểm rất ăn tiền rồi. Nhưng mà lên được 120 frame thì giúp cho cái việc quay phim hoàn toàn có thể dùng 4K được luôn. Và nó rất là hợp với cái nhu cầu hiện tại của mình khi mà các video trên kênh của 50 đều là 4K hết rồi. Chiếc DJI Pocket 3 này có thể quay được 10 bit, rồi lại còn là dùng được cái chế độ là lock luôn. Nó sẽ giúp cho việc lưu giữ thông tin, các cái chi tiết ở trên hình nó tốt hơn so với những quay kiểu 8 bit thông thường. Các cái độ sâu màu nó sẽ ổn hơn. Và quay được 10 bit thì chắc chắn là đối với mình thì đến hiện tại tất cả những máy quay của mình để mà phục vụ cho cái nhu cầu của mình đa phần là 10 bit rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói thêm một số điểm vụn vặt nhưng mà nó rất là quan trọng với chiếc DJI Pocket 3 và giúp cho bạn có thể lựa chọn giữa các combo khác nhau. Đầu tiên là phiên bản thường là chỉ có cái máy quay này, xong cái đế rồi cái bao đựng bên ngoài, nói chung là trông khá đơn giản. Thế nhưng nếu bạn mua chiếc Pocket 3 này với phiên bản Creator Combo thì việc bạn sẽ có thêm một số add-on. Đầu tiên là chiếc mic DJI 2 này và sẽ cho khả năng thu âm tốt hơn. Và điểm quan trọng thứ hai liên quan đến góc nhìn, đấy chính là nếu các bạn cảm thấy chiếc DJI Pocket 3 này quay nó góc nó vẫn chưa đủ rộng, thì trong cái bộ Creator Combo nó còn có thêm một chiếc ống kính tăng khả năng góc rộng, tức là nó sẽ hơi convert cái DJI Pocket của bạn nó rộng hơn một chút. Và thêm một yếu tố nữa trong bộ Creator Combo mình thích, đấy chính là nó có một cái đế pin này nữa. Bởi vì là thu âm tốt rồi, hình ảnh đẹp rồi, nhưng mà nếu mà cái pin không trụ được quá lâu thì nó cũng không ổn lắm. Thì đây chính là một cái đế pin để cho phép bạn cắm thêm vào và tăng thời lượng của việc quay phim. Cái đế pin này có dung lượng lên tới khoảng 950 mAh, và nó sẽ cho thời gian quay phim sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Một điểm nữa cũng rất là ăn tiền của DJI Pocket 3 và hệ thống của DJI nói chung, đấy chính là nó có một cái app có khả năng truyền tải file rất nhanh. Đây là một cái điểm mà mình đã hỏi rất là nhiều người làm content creator và họ đều thích nó. Bởi vì thay vì việc bạn phải rút cái thẻ nhớ ra này, dùng cái đầu đọc thẻ nhớ cắm vào điện thoại hoặc là tablet kiểu iPad các thứ ấy, để edit cái file video, thì bây giờ bạn hoàn toàn có thể chỉnh được các kiểu làm các thao tác không dây. Và cái điều này nó giúp cho cái setup của bạn gọn nhẹ hơn. Bạn đôi khi bạn không cần phải quay quá dài đâu, bạn muốn quay cái gì đấy, một cái story ngắn ngắn chẳng hạn. Và nếu mà điện thoại có thể không đáp ứng được bạn về mặt gọi là tiêu chuẩn chất lượng thì bạn hoàn toàn quay bằng DJI Pocket 3, sau đấy bạn truyền tải file nhanh qua cái app thì một phát thì nó sẽ ok rồi. Thì đây là một điểm rất là quan trọng. Và cái flow này của DJI thực sự là mượt mà, thế nên đây chính là cái điểm mà giúp cho chiếc Pocket 3 này hay là những cái thiết bị về sau gần đây như là Osmo Action 5 nó rất được yêu thích. Cuối cùng là những cái điểm yếu của DJI Pocket 3 mà mình đã trải nghiệm được.
thì mặc dù được khen rất là nhiều từ đầu đến cuối video, thế nhưng mà thật ra nó vẫn có những cái điểm yếu nho nhỏ mà mình cũng muốn nói tới. Đầu tiên đấy chính là nó hơi dễ xước. Thực sự thì trong quá trình sử dụng mình chỉ va nhẹ một phát, thế là nó đã xước một góc rồi. Và kiểu như mình thấy cái việc xước này nó cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng mà nói chung là hơi dễ xước quá thì nó cũng hơi bực mình một chút. Điểm yếu thứ hai thì rất trộm vía là mình chưa gặp cái điểm yếu này mà mình được chỉ được đọc trên mạng rất nhiều thôi. Đấy chính là cái việc cái màn hình của DJI Pocket 3 rất dễ lỗi. Lỗi kiểu như là bạn cứ xoay lên xoay, xoay lên xoay xuống như thế này thì khả năng có thể sẽ bị treo rồi bị lỗi các màn hình. Theo mình được biết thì cái lỗi màn hình này lô có lô không, không phải chiếc nào cũng bị nhá, nhưng mà đã được bảo hành. Thế nên là các bạn nên mua ở những cửa hàng uy tín một chút thì cái việc bảo hành nó sẽ diễn ra mượt mà, không gặp vấn đề gì. Mình đã mua bộ DJI Pocket 3 Creator Combo này tại Tokyo Camera. Đây là một nơi phân phối DJI khá là dồi dào nguồn hàng và có uy tín khá tốt. Nếu bạn nào quan tâm đến sản phẩm này, hoàn toàn có thể đến Tokyo Camera và mua nhé. Và vừa rồi thì là những trải nghiệm cũng như cảm nhận của mình về chiếc DJI Pocket 3. Nếu các bạn có câu hỏi gì về sản phẩm này, hoàn toàn có thể gửi cho bọn mình ở phần comment. Và đó tất cả những gì ở trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.